Thưa quý vị và các bạn, bún là nguyên liệu được khá nhiều bà nội trợ ưa thích để nấu cho gia đình. Đây cũng là món ăn đường phố được nhiều người lựa chọn. Thế nhưng, các bạn nghĩ sao khi tại khu vực sản xuất bún, nồng nặc mùi ôi chua, hàng tạ bún siêu bẩn được tắm trắng, khử mùi xuất ra thị trường mỗi ngày? Mới gần 9 giờ, nhưng toàn bộ số bún sản xuất lúc 1 giờ hôm nay đã hết sạch. Tại xưởng sản xuất có khoảng chục thùng nhựa bám bẩn đựng bột nước, khắp miệng thùng nham nhở đầy bột. Thùng nhào bột được đặt trong góc tường cũ kỹ. Cạnh đó là bao bột khô chờ ngâm nước. Dù sản xuất hàng ngày, nhưng các thùng nhào bột bám đầy vết loang lổ. Thấy phóng viên đặt hàng với số lượng 40kg về làm bún cá, chủ cơ sở nhanh nhảu đáp. 4 giờ hết rồi, nhưng chị muốn lấy em sang mối quen bên kia, lấy mẫu cho chị xem. Bún cho em có nhiều loại to nhỏ. Chị làm bún cá thì nên lấy loại sợi nhỡ thì khéo nhất. Chỉ chưa đầy 5 phút, con gái của anh Thờ cầm một nắm bún cỡ nhỡ nói. Đây là bún do cơ sở em làm. Mối này chuyên lấy về làm bún cá. Chỗ em chuyên cung cấp hàng đảm bảo chứ. Không như các hộ gia đình ở đây đâu, nên sợ mềm và trắng đẹp. Quảng cáo là bún sạch, thế nhưng chủ cơ sở lại ngang nhiên dùng tay bốc bún mà không dùng bao tay hay bất cứ dụng cụ vệ sinh khác. Trái với quảng cáo của chủ cơ sở, bún có vị chua, sợi trắng trong và thoảng mùi ôi. Người dân sống tại làng bún Phú Đô cho biết, hiện nay có nhiều cơ sở làm bún hoặc người bán thường sử dụng chất tẩy và chất khử chua để đảm bảo lượng bún ế trong ngày. Trong khi sợi bún tự nhiên có màu trắng đục, thì sợi bún của các cơ sở này đều trắng tinh, đẹp mắt. Ngoài dùng chất khử chua, các cơ sở này đều gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng tới sức khỏe của các hộ dân sống tại đây. Hàng ngày chúng tôi vẫn bị tra tấn bởi mùi ôi chua nồng nặc, kinh rợn của các cơ sở này. Theo chủ hàng bán nước chè tại thôn Phú Đô, toàn bộ các cơ sở sản xuất bún hiện nay trên địa bàn đều là của các hộ gia đình. Nhiều gia đình đã sử dụng máy móc để làm bún thay vì làm thủ công như trước đây, nên trung bình mỗi ngày có hộ có thể xuất cả nửa tấn đi tiêu thụ. Tại chợ Phùng Khoang, bún được bán khá nhiều. Khi phóng viên của chương trình Thực phẩm sạch hay bẩn tiếp cận và tìm hiểu về các loại bún, người bán không ngần ngại chia sẻ về những nguy cơ mà bún có thể mang lại đối với sức khỏe con người. Bún nào mà nổi tiếng ấy? À, cái làng... Đấy, cái làng mà làm bún thì mang ra đây nhìn hai cái bún khác nhau, còn bún này là màu tự nhiên của gạo, còn bún kia là đã nó bún... tẩy bằng cái gì ạ? Chị thì không biết, nhưng mà cái này, cái kia nó trắng hơn cái này nhiều, chắc chắn màu tự nhiên của gạo nó chỉ có thế này thôi. Để làm rõ thông tin mà người bán đưa ra, chúng tôi đã tìm đến làng nghề làm bún nổi tiếng Hà Nội. Tại một cơ sở làm bún thủ công, toàn bộ máy móc đã hàn rỉ, cáu bẩn, bún đựng trong các túi vải lớn và được ép một cách sơ sài. Để mời chào khách, chủ cơ sở cho biết máy móc làm nhiều thì phải bẩn, nhưng bún làm tay thì chắc chắn không dùng hàn the như bún làm máy. Bún này ăn ở ngoài thì ghê lắm. Nhưng sao cái bún ở ngoài kia không mua, nó cứ bị chua chua ấy. Thế thì không có để được thế. Thế à? Bún máy không để được. Bún máy sao con cứ bán à? Sao á, có khi còn ức nhất thế. Cô làm cho người ta là toàn khách đặt hết. Không có được bao giờ họ làm được nhiều mà đóng hết, không có em. Chúng tôi đã tìm đến cơ sở sản xuất bún máy để kiểm chứng thông tin về việc dùng hàn the trong quá trình sản xuất như lời tiết lộ ở trên. Theo thông tin mà chủ cơ sở chia sẻ thì việc sử dụng hàn the để làm bún là hoàn toàn không có. Và đây chỉ là thông tin bịa đặt do không cạnh tranh được với chất lượng của loại bún này. Cháu bảo là hàn the không mua được, cháu lấy. Cứ mang đi mà kiểm nghiệm đấy. Ừ, nàng bún tay bỏ thì bảo là người ta làm máy ra cho hàn the à? Và để có câu trả lời chính xác cho câu hỏi trên, chúng tôi đã tìm đến một người làm bún lâu năm. Những cái bún mà dùng có hóa chất thì cái nước rau nó ra nó rất nguy hiểm cho những người làm, nó ăn vào những da chân, da tay, vào móng chân, thậm chí sưng lên và gây ung thư cho những người làm bún. Ngay cả các chuyên gia và những người có kinh nghiệm cũng thừa nhận rằng bằng mắt thường khó có thể phân biệt được bún sạch và bún sử dụng hóa chất. Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là không có các cơ sở để nhận biết. Những cái sản phẩm hàn the mục đích cho vào ấy là để cho những cái sợi bún nó được dai và cái thời hạn bảo quản nó được lâu hơn. Chúng ta hãy kiểm tra bằng mắt này,
bằng cảm nhận, bằng tay chúng ta hãy sờ những cái sợi bún mà nó đơn thuần nó chỉ làm bằng gạo thôi, bằng tinh chất của gạo, thì những cái sợi bún đấy thì nó không có cái độ dai đâu mà nó hay thường bở. Còn những cái sợi bún mà có cái chất hàn the, có chất bảo quản thì thường nó sẽ dai hơn rất là nhiều. Và khi chúng ta đưa lên miệng, chúng ta có thể nhấm thử ấy, thì thấy có cái độ giòn, độ giật. Thì đó, những cái sản phẩm là có chứa hàn the và chúng ta không nên dùng. Thông thường, những sợi bún sạch sẽ hơi nát, có màu trắng đục hoặc tối màu và dễ đứt gãy. Ngoài ra, chạm tay vào có cảm giác hơi dính, nhuyễn. Đặc biệt, mùi của bún sạch mang vị chua hoàn toàn tự nhiên của gạo ngâm, không quá nặng mùi và khi ăn sẽ nồng lên hương thơm của bột gạo. Bún sạch để trong thời gian dài hoặc qua ngày sẽ dễ gây chua và ôi thiêu. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.